Thời tiết sáng nay quá là hợp để đi dạo. Ủa, hình như Miss Delight bị sao ấy. Cậu đang làm gì vậy? Thả tụi mình ra. Ngồi yên đó đi. Đến lúc thực hiện kế hoạch tuyệt vời của tớ rồi. Ngôi nhà đáng yêu của mình, cậu định làm gì vậy? Chúng ta nên cải tạo nó. Nó sẽ trông như thế này. Nhưng trước hết, chúng ta phải phá hủy ngôi nhà cũ đã. Mình đã sẵn sàng để phá. Đã đến lúc san bằng ngôi nhà này rồi. Phá sập nè. Mình đúng là thiên tài. Người sẽ bị phá hủy. Phải vậy chứ. Mình sẽ nghiền nát nó. Mình có thể xây ngôi nhà riêng của mình rồi. Cố lên, cố lên. Tớ làm được rồi. Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại. Kế hoạch xảo quyệt của mình đã thành công. Đừng có mơ, xấu hổ trói cậu ấy lại. Xong rồi nè. Các cậu không có quyền làm như vậy. Tớ ra lệnh, cậu phải cởi trói cho tớ mau. Xem cậu đã làm gì kia kìa. Mình muốn nhấn cái nút này quá đi. Mình đã làm gì thế này? Mình phá hủy ngôi nhà của hạnh phúc mất rồi. Ơ, Miss Delight biểu cảm lạ quá. Cậu nhấn cái gì vậy hả? Tớ đã có cách. Lo lắng, trông chừng kẻ phản diện đi. Đi theo tớ nào. Mình phải tỏ ra kiên định. Tớ đang canh chừng cậu đó. Tụi mình đến nơi rồi. Phải xoa dịu cậu ấy lại thôi. Hiểu rồi. Chào, tớ là xấu hổ. Đập tay nào. Úi, chắc mình phải vào cuộc rồi. Sắp được rồi đó. Đây nè. Đừng lo nha. Tụi tớ đến để giúp cậu xây lại nhà nè. Đầu tiên phải bỏ hết đống rác này trước đã. Để tớ vẽ kế hoạch xây dựng cho tụi mình. Tuyệt vời, nó sẽ có ích lắm đây. Xem thử nào. Wow, chi tiết quá đi. Tớ thích lắm, cậu thấy sao? Tớ nổi da gà luôn rồi nè. Tụi mình nói chuyện chút nha. Họ đang thì thầm cái gì vậy nhỉ? Tớ không biết phải dùng gì để dựng khung nhà luôn đó. Không sao nè, tớ có ký ức xây khung nhà cũ của tớ. Tụi mình dùng nó đi. Wow, hỏng quá nha. Xây nhà thôi nào. Xong phần khung rồi. Vẫn chưa đâu. Tụi mình cần chỗ để làm mắt và miệng á. Tí nữa thì quên luôn. Cậu ổn không vậy? Nếu không làm được thì sao nhỉ? Mình không thể để cậu ấy thoát được. Tớ sẽ khiến các cậu phải trả giá. Chắc chắn cậu ấy đang định trốn thoát. Phải trói chặt hơn nữa. Đó, vậy là giữ được cậu ấy rồi. Nhưng tốt hơn là cẩn thận. Thêm vài nút thắt nữa cũng không sao. Vậy là được. Giỡn mặt hả ní? Đâu có. Tại nhìn nó không có chắc thôi. Cậu ấy định làm gì vậy nhỉ? Ôi không, dây xích chắc chắn sẽ giữ được cậu ấy. Để xem nào. Cậu ấy vẫn có thể thoát được. Ồ, mình biết rồi. Mình sẽ bỏ cậu ấy vào lồng. Cậu ấy sẽ không thể thoát ra được. Mau vào đi. Đùa nhau hả? Tớ có cử động được đâu. Úp, xin lỗi nha. Chờ chút. Mình sẽ cởi trói cho cậu. Xong rồi. Vào lồng đi. Cuối cùng cũng được tự do. Thế cậu vừa nói cái gì đó? Vào lồng đi. Còn chần chờ cái gì nữa? Nhanh lên nào. Tớ có ý này hay hơn nè. Ôi không, tới công chuyện rồi. Tụi mình đâu có thỏa thuận như vậy đâu. Cậu không thể làm như vậy với tớ được. Bye bye. Tức giận ơi, đợi đã. Đến lúc phải quay lại làm việc rồi. Phải san bằng nơi này cho nhà của mình. Phải phá hủy nhà của hạnh phúc. Phá hủy, phá hủy. Hạnh phúc ơi, tụi mình gặp rắc rối rồi. Phá hủy, nghiền nát, đập vỡ. Quay người lại đi bà ơi. Tớ đang bận mà. Loại bỏ mục tiêu trong 3, 2. Mình phải ngăn cậu ấy lại. Xin lỗi nha, tớ không thể để cậu làm như vậy được. Phá hủy. Hạnh phúc ơi, giúp tớ với. Mình phải giết cậu ấy. Giết. Bình thấp. Tiếp đi chứ. Đợi đã. Đèn đóm đâu hết rồi. Oops, tớ vô tội nha. Xấu hổ. Không phải tớ. Đừng lo, không phải là lỗi của cậu đâu. Cậu ấy cần sạc pin thôi. Vậy hả? Đi sạc pin cho cậu ấy đi. Đừng có ngã đó nha. Gắn mấy sợi dây này cho cậu ấy. Ok. Đến phần quan trọng rồi nè. Các bạn ơi, tụi mình cần các bạn giúp. Hãy like video để sạc Miss Delight nha.
Hạnh phúc và xấu hổ cản trở mình rồi. Pouchy ơi, sẵn sàng chưa? Tụi mình phải tự thân vận động thôi. Lần này chắc chắn mình sẽ xây nhà của mình. Không ai có thể ngăn cản chúng ta được. Tiến lên. Vào thẳng vấn đề luôn nè. Căn nhà gốc nghếch đó đang ở đâu vậy? Trạng thái đó là gì vậy? Cậu ấy đã sạc đầy chưa? Tớ không biết. Sao mà lâu quá vậy? Đây rồi. Đánh nè. Ta sẽ xé nát mi ra. Sao không được nhỉ? Mình không bỏ cuộc đâu. Ai đó? Cậu đang làm cái gì vậy? Có gì đâu, đi dạo xíu thôi mà. Thời tiết đẹp hen. Có gì đó sai sai. Canh chừng cậu ấy đi, tớ sẽ đi kiểm tra lo lắng. Chốt. Cậu ấy đâu rồi? Biết ngay mà. Tớ lại để mọi người thất vọng rồi. Hạnh phúc ơi, cứu. Bình tĩnh nào, để tớ thả cậu ra. Yeah, cậu đã cứu mình. Nhìn thấy cậu khiến mình rất vui. Sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ? Mình đang ở với ai vậy trời? Đến đây. Cậu muốn gì? Giúp tớ xây nhà đi. Nó sẽ hoàn hảo lắm. Nhà của Hạnh phúc xấu quá. Cậu thấy sao? Không, tớ không làm đâu. Là cậu ép tớ đó nha. Ui da. Ôi, tớ không có cố ý đâu. Đồ nói dối. Tớ biết là cậu cố tình đánh tớ. Xin lỗi mà, thấy có lỗi quá đi. Tớ không tin cậu. Nói chuyện chút đi. Cái gì cơ? Tớ sẽ tha cho cậu nếu cậu phụ tớ xây nhà. Không còn lựa chọn nào khác, tớ phụ nè. Phải dọn chỗ này đã. Tụi mình không cần mấy thứ này. Cậu đứng đó làm cái gì vậy? Đi thôi. Tụi mình cần nghiên cứu kỹ bản kế hoạch. Ai vậy? Tớ cũng sẽ xây nhà. Ồ, sao họ lại đi với nhau nhỉ? Có gì bất ngờ đâu. Xấu hổ và tớ là bạn thân mà. Tụi tớ định xây nhà riêng cho mình. Tớ không tin cậu đâu. Chờ đã, họ có quyền mà. Cứ làm đi. Tuyết, làm việc thôi. Bạn Hiền, chờ chút. Tớ có cách để xây khung nhà nè. Ký ức của tớ sẽ giúp ích đấy. Làm thôi nào. Ta-da. Wow, không thể nào. Tuyệt quá đi. Thành công rồi. Đưa đây. Mục tiếp theo là gì nào? Nó thiếu thiếu cái gì á? Tụi mình cần làm tóc. Tớ có cách nè. Mình dùng len đi. Cậu kiếm ở đâu ra vậy? Cùng tạo kiểu tóc thôi. Wow, không ngờ là cậu biết làm vậy đó. Một cuộn len nữa nè. Bước cuối cùng. Xong. Cho cậu một nửa. Nó mềm quá. Gắn chúng lên thôi. Chỉ cần gắn chặt nó lên. Tớ thấy tụi mình làm tốt lắm đó. Đập tay nào. Xong rồi. Tụi mình làm tốt lắm. Nhưng mà nhà của tụi mình vẫn chưa có răng. Nên làm gì đây? Không được rồi. Tớ vừa nghĩ ra cách này. Được rồi, để đó tớ lo cho. Ok, tớ tin cậu. Lo lắng, bác sĩ nhà khoa đỉnh nhất. Một nụ cười trắng sáng thì sao nè. Tụi mình làm được rồi. Nhà của tụi mình xong rồi. Đã gắn xong răng rồi. Nên làm sạch chúng thôi. Tớ không với tay tới đâu. Cục đá nè. Giỏi lắm chàng trai xấu hổ. Đưa cho tớ. Úi, ngại quá. Để tớ phụ cho. Tại tớ mới tập gym nên mệt thôi. Tụi mình cần tìm cách để làm mắt từ cái này. Dễ mà. Tụi mình chia đôi cục đó ra là được. Nhưng mà chúng không đều. Tụi mình cần mài chúng ra. Hiểu rồi, để tớ làm cho. Xong. Cậu giỏi đó. Giờ để tớ. Xịt sơn nè. Đừng có xịt vào mắt tớ là được. Xong. Cậu gắn chúng lên đi. Chờ chút. Tốt. Nhanh lên đi. Tụi mình sắp hết giờ rồi. Tớ gắn chặt rồi đó. Chắc là vậy. Tụi mình làm được rồi. Tụi mình đã xây xong nhà của tớ. Không có ý quấy rầy cậu đâu. Nhưng mà nó còn thiếu tóc kìa. Đừng chọc cười tớ. Chuyện nhỏ thôi. Để đó tớ lo. Cho chút pháo hoa bùm chiếu nè. Cẩn thận. Bịt tay lại đi. Tớ không thể thở được. Xong tóc mái rồi đó. Tớ là nhất. Yeah. Nhà của tụi mình thật là đẹp quá đi. Cậu ấy vừa bảo là nhà của tụi mình hả? Tụi mình có thể qua thăm nhà nhau mà. Không có thăm viếng gì hết. Tránh ra đi. Tớ không chấp nhận sự cạnh tranh đâu. Nhà của tớ là độc nhất. Các cậu thấy sao hả? Chạy đi, nhanh lên.
Nhà của cậu thành bánh mì nướng rồi kìa. Chẳng còn gì cả. Nhưng tụi mình đã làm việc chăm chỉ mà. Đừng khóc mà. Tụi mình sẽ xây cho cậu cái khác. Giờ chỉ còn nhà của tớ thôi. Quá là đẹp luôn. Tớ thắng rồi. Sạc đầy pin. Ồ, mình đã sạc đủ năng lượng rồi. Ngắt kết nối. Ủa, gì vậy? Nhà của hạnh phúc đâu rồi? Đằng kia là gì? Nó đã biến mất rồi. Chờ chút. Dù sao thì nó cũng xấu quắc mà. Đến dọn sạch ngay đi. Là ai làm? Tụi tớ thấy hết nè. Là tức giận làm đó. Tớ hả? Tớ không có làm cái gì hết. Tớ sẽ cho cậu biết phá hủy nhà của người khác sẽ bị gì. Ôi không, cậu ấy tức giận rồi. Đợi, đợi đã. Không phải tớ mà. Thiệt đó, đừng có đụng vào nhà của tớ. Không nha, gậy ông đập lưng ông thôi. Tốt hơn rồi đó. Đừng mà, tha cho tớ đi. Đến lúc dạy cậu một bài học rồi. Không cản được cậu ấy đâu. Là mắt thật hả? À, căn nhà xinh đẹp của mình. Cậu không đáng bị vậy. Công lý được thực thi. Phiêu, mệt quá đi. Tiếp theo là tụi mình đó. Thật thất vọng. Bình tĩnh nào. Tớ tin tụi mình sẽ vượt qua được nè. Các cậu tiêu đời rồi. Tớ chịu hết nổi cậu rồi. Quay đầu lại mau. Được rồi, chúng ta giải quyết sau. Ok, tụi tớ hiểu rồi. Tụi tớ đi về đây. Phiêu, đúng là hết nói nổi mấy cảm xúc này mà. Họ để lại một đống bừa bộn luôn. Xem mình tìm thấy gì nè. Là đồ chơi Cáp Nát và Dog Day. Dễ thương quá đi. Mình sẽ giữ chúng. Làm bài tập về nhà xong rồi. Giờ là lúc chơi đồ chơi yêu thích của bạn. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Bài kiểm tra của con bị điểm F. Mẹ tưởng con là học sinh đứng đầu chứ. Phải hành động thôi. Không được chơi đồ chơi cho đến khi đạt điểm cao. Con gái mẹ không thể thất bại được. Đừng dứt vào thùng rác làm ơn. Đợi đã, tới đây. Kịp lúc. Các cậu ổn chứ? Phải giấu các cậu mới được. Ở đây mọi người sẽ thấy thoải mái. Các cậu cần chỗ nấp. Chúng ta đang ở đâu? Đây là lãnh thổ của tớ. Kỳ lạ, chẳng có gì ở đây cả. Bắt nè, cho các cậu đó. Những món quà tuyệt vời. Ngốc quá là tin nhắn. Để xem nào. Đây là hướng dẫn sử dụng. Thiết kế thú vị. Nơi ở của mình sẽ rất hoành tráng. Cứ chờ mà xem nhé. Các cậu sẽ cần những mẫu này. Bắt đầu xây dựng nhé. Yeah, mình sắp có nhà rồi. Xem ai về đích nhanh hơn nhé. Ai? Cậu á. Đừng có chọc cười tớ chứ. Móng vuốt của tớ sẽ xử lý nghiêm vụ này trong một giây. Cậu không có cơ hội đâu. Cho quả bóng lông nè. Thấy ai là trùm nào? Thôi nào, mình không làm được cái gì nhanh thế. Gặp rắc rối bất ngờ à. Nhanh lên. Mình không thể thua. Nhưng nó không hoạt động. Mình quên bài lưỡi dao nữa. Còn móng vuốt của tớ thì bén sẵn rồi. Để xem cậu giải quyết thế nào. Tớ đã thắng. Đúng như dự đoán. Wow, nhìn ánh sáng đó kìa. Đẹp quá đi. Bắt được cưng rồi. Mèo con ngoan. Bây giờ cậu sẽ giúp tớ một tay. Cưng đi đâu thế? Chị thấy cưng rồi. Nó đây nè. Nó sắp chạy rồi đó. Bắt nó mau lên. Không ai thoát khỏi ta được. Ngoại trừ lúc chúng ta chạy đua nhỉ. Nhiều khói thế. Không thở được. Cậu lừa tớ. Không công bằng. Cảm ơn đã giúp đỡ. Được phết. Móng vuốt của cậu thật sự rất bén đó. Cậu đã đánh thức con sư tử trong tớ. Tớ sẽ đi săn. Chế độ săn mồi đã được kích hoạt. Đóng cửa sổ lại. Đợi một chút, đã đến lúc vô hiệu hóa con cún đó. Được rồi, làm ngay nào. Hy vọng cậu sẽ thích quà của tớ. Có bao bữa trưa không? Mong là cú hạ cánh nhẹ nhàng. Mình ghét đi máy bay. Lần sau mình sẽ bắt xe buýt. Thắng rồi. Ồ, sao ngứa ngáy thế này? Cậu cần ăn nhiều rau củ hơn đó. Tớ mê thịt, còn tớ thì mê cậu. À, chúng ta sẽ là bạn bè. Cứu giới, tránh xa ta ra đi. Sao chỗ nào cũng ngứa thế này? Tớ sẽ để cậu tập trung. Gì thế này?
Úi, hình như ra được rồi. Phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thôi. Nhà của mình sẽ thật mềm mại. Điều quan trọng là phải gia cố chắc chắn. Trong này sẽ ấm áp và dễ chịu lắm. Đừng cắn ta nữa. Đây rồi, chúng ta không phải bạn. Chúng ta quá khác nhau. Đây là một hành động xâm lược. Tớ sẽ báo cáo cậu với tòa án bỏ chép. Muốn khiếu nại gì thì cứ việc. Khát nếp dẫn trước mắt rồi. Bỏ cuộc cũng chưa muộn đâu. Ừ, đúng rồi. Có rất nhiều nguyên liệu ở đây mà. Nhanh lên, hãy bắt tay vào việc thôi. Lông của mình rất hữu ích. Thế này là đủ rồi. Khẩn trương lên. Chúng ta sẽ nâng cấp ngôi nhà. Thêm vài vật dụng chống gió và mưa nữa. Để xem căn nhà thế nào nhé. Nhéo. Đợi đã, sao cái đuôi bọ chét đó bắt kịp mình vậy? Mình giỏi quá đi. Tớ sẽ sớm gọi khách đến dự tiệc tân gia thôi. Còn cậu sẽ không được mời. Cậu không được chào đón. Dù sao thì tớ cũng đâu có đến. Nhà của cậu chỉ là một bãi rác. Cậu định làm gì vậy? Đúng là tỏ đế. Tiếng động lạ đó là gì vậy? Đang làm gì vậy? Chúng ta tiếp tục xây nhà nào. Cần có cưa để làm gì nhỉ? Để xem mình đã nghĩ ra thứ gì. Đâu vậy? Cẩn thận. Suýt tiêu rồi. Có mùi như vật liệu xây dựng ý. Có cả một cuộn dây ở đây luôn. Mày dễ sợ. Ai là người mạnh nhất thế giới nào? Ai cũng biết là God Day. Chính là điều mình cần chứng minh. Giờ mình còn một ít lông thú. Mà lấy ở đâu nhỉ? Còn sót lại một ít nè. Chính là thứ mình cần. Nhìn xem đẹp chưa kìa. Khát náp sẽ ghen tị lắm đây. Này, cậu nhìn lén đồ của tớ à? Ý tưởng với đôi tay là của tớ. Cậu bắt chước thì có. Nghiêm túc mà nói, chính xác một cái mũi. Chúng ta có thể làm gì từ nó nhỉ? Xung quanh không có vật liệu gì cả. Trời thì đang mưa. Đây không phải nước. Mình mê slime. Trông có vẻ nguy hiểm. Cẩn thận, đừng để nó dính vào người tớ. Được rồi, khách náp mạnh mẽ lại sợ đám mưa bé nhỏ. Buồn cười quá. Đây chính là thứ mình cần để làm mũi. Mình phải lấy thứ này. Nhìn nó giống đất nặng nhỉ. Mũi phải có màu đen. Đây, chỉ cần nặng thành hình dạng phù hợp. Gần giống như hành thật luôn nè. Đây là chỗ ở của cậu nè. Thế nào hả cưng? Mũi gần như đã sẵn sàng. Nhưng thường thì nó ướt. Biết rồi. Chỉ ngày hôm nay thôi đó. Mẹo giặt của cuộc sống từ đó đi. Thêm một vài giọt nước. Và hiệu ứng mũi ướt đã sẵn sàng. Bước cuối cùng. Chỉ cần sơn đúng màu thôi. Yeah. Mũi của tớ xịn hơn của cậu. Áo. Cái đuôi mềm mại xinh đẹp của tớ. Bảo bối của tớ. Úi, không đúng. Là cậu cố tình làm vậy. Cậu sẽ phải trả giá. Tớ đã nói là không cố tình mà. Có chuyện gì vậy? Ôi không, họ đang cãi nhau. Mình cần giúp họ. Bobby Behurt, hãy đến đó và cố gắng hòa giải họ nhé. Chúc may mắn, tớ tin ở cậu. Đi đi. Ôi cao quá. Cậu không thể cho tớ một cái dù bay à? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Quả là một ngôi nhà thú vị. Mình sẽ xem kỹ hơn. Mình có một giải pháp thiết kế khác. Sẽ đẹp hơn nếu có một cái tay. Đợi đã, khát náp. Cậu có khách kìa. Ồ, đồ phá hoại. Này gấu, xem móng vuốt tớ đi. Và đừng bén mảng tới đây nữa. Gì mà chẳng hiếu khách vậy? Cái mũi này ở đây là vô dụng. Cậu đang nói đến cái mũi nào vậy? Tớ sẽ sửa tất cả lại ngay. Thả nó ra. Không phải lỗi của tớ nha. Tất cả là do khát náp á. Cậu đã nói thế à? Tất nhiên là không. Cậu ta muốn chia rẽ chúng ta. Trói cậu ta lại nhé. Được rồi. Hai người đang thì thầm chuyện gì vậy? Bắt nè, chân dẻo. Cứu dưới. Giảm âm lượng coi. Hai người đang âm mưu gì thế hả? Cậu có thích hay không? Cậu được một chuyến miễn phí đó. Bắt được cậu rồi. Xin lỗi là lỗi của tớ. Dòng tiếp theo. Đôi mắt. Úi cái này ở đây. Còn cái này ở đây. Thêm chút chân thực. Thêm màu đen nữa. Khoan đã, thiếu thiếu gì đó. Tất nhiên cần có tròng mắt. Này, cậu cẩn thận hơn một chút được không? Chúng ta sẽ cắt chúng ra.
với một bàn tay nhẹ nhàng, thật cẩn thận để không làm hỏng bất cứ thứ gì. Không cần cái này nữa. Xuất sắc. Đã đến lúc lắp dài camera trong nhà rồi. Ngụy trang hoàn hảo. Giờ mình đã có thể giám sát mọi thứ. Camera thay gì trong mắt sao? Phải thừa nhận, đó là một ý tưởng hay. Giờ để xem có thể nhìn thế nào. Hiệu ứng ánh nhìn đêm. Cái đồ khoác lác. Gọi tên thua lỗ vậy đủ rồi nhá. Quên mất tiêu nhỉ. Mình cần răng. Biết phải làm gì rồi. Đã đến lúc phải tắm rửa. Mình mê nhai kẹo cao su. Hương dâu là hương yêu thích của mình. Răng đã sẵn sàng. Chào mừng đến nhà tớ. Úi, chúng quá nhỏ. Nhưng không sao cả. Mình có kẹo cao su khổng lồ đây. Chưa bao giờ thấy thứ gì như này luôn. Tớ là nhà vô địch nhai kẹo cao su giỏi nhất trong số các Smiling Critters. Cậu ấy sẽ nổi lên bất cứ lúc nào. Tớ không phải là thiên tài sao? Rõ gì đâu làm được như này. Vô địch gì chứ? Cậu có thích nụ cười mới của tớ không? Để tớ giới thiệu nha sĩ của tớ nhé. Thật khó khăn. Cả hàm mình đau quá. Nhưng mình xoay sở được. Kích thước hoàn hảo. Kinh khủng, mệt quá. Cậu ấy đã làm gì ở đó vậy? Cũng không có răng như thế. Cảm ơn. Đây sẽ là lưỡi của mình. Này, Doggy, nhìn này, cậu không có cái này đâu. Cậu ấy đang ngủ à? Thật thô lỗ nếu phớt lờ ai đó khi họ đang khoe khoang. Thịt hộp. Đúng vậy, cậu ấy thực sự đang ngủ. Đây là cơ hội của mình. Xin lỗi cún con, không gì là riêng tư cả. Điều này là phạm luật. Nãy cậu đi rồi, giờ tới cậu nhé. Thỏ, chúc may mắn. Không có chuyện đó, việc phá hoại nhà của người khác bị cấm. Cậu là ai? Tớ là luật. Tớ sẽ phạt cậu đấy. Đây là công cụ phạm tội. Giao ra đây, phạt 10 cái squat. Thưa ngài, xin hãy thương xót. Bản án này không được kháng cáo. Thật không công bằng. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Thưa quý tòa, hãy tiến hành hành quyết. Được rồi, squat thì squat. Một, năng nổ hơn, nhiệt tình hơn nào. Mình ngủ ngon thật đó. Ai vậy? Giữ gót chân trên mặt đất nhé. Hạ xuống. Tớ không làm phiền đâu. Cô chủ, nhà tớ sẵn sàng rồi, cậu xem đi. Hoan hô, công lý đã chiến thắng. Tớ cũng xây xong rồi. Nhà tớ đẹp hơn phải không? Hãy để pháp luật giải quyết tranh chấp này. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng. Cảm ơn sự tin tưởng của cậu nhé. Cả hai đều làm rất tốt. Còn đang làm gì vậy? Chẳng phải đã bảo không chơi đồ chơi sao? Dừng lại, mẹ sẽ phá nhà của họ. Mau chóng quay lại học bài đi. Con không muốn học toán. Mẹ sẽ kiểm tra sau một giờ nữa. Thú cưng tội nghiệp. Tớ sẽ tìm nhà mới cho các cậu. Các con sẽ phải ở đây. Đừng có bỏ chạy, được không? Áo, đi ra đi. Tụi mình đang ở đâu vậy? Chào các con, từ giờ các con là vật giam giữ của cô. Xin chào, có ai không? Đây là nhà của các con. Nó sẽ giúp các con không bị lạnh và tránh xa được quái vật. Miss Delight cho tụi mình một ngôi nhà. Không có mùi, hình như là nhà mới thì phải. Khoan, mình ngửi thấy mùi gì đó. Mùi của một chú chó bị ướt. Yêu. Đi chỗ khác đi. Nằm mơ, cậu đi chỗ khác thì có. Đi ra giùm đi. Có cần phải chọn bên nào không nhỉ? Lựa chọn sáng suốt đó. Các cậu nhìn cái gì vậy hả? Đồ thảm hại. Cô có bất ngờ cho bọn con đây. Bắt lấy. Hoppy, sẵn sàng. Đếm tới ba. Cái này là của tớ mà. Đưa đây. Tớ sẽ cắn cho cậu một cái thật đâu. Để tớ giúp cậu nha. Họ mạnh quá đi. Nhưng mình còn mạnh hơn. Tới nào. Bobby à, cố gắng hơn chút nữa đi. Tớ có ý này. Nhận lấy khí lực mèo này đi. Nhận lấy này. Áo, 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 áo. Hạ được họ rồi. Chúng mình ăn trong cái tô thôi nào. Thật bất công mà. Cậu còn không biết cái này là cái gì nữa. Tụi tớ biết chứ. Đây là dụng cụ sơn chứ gì. Hooray, chúng mình sẽ sơn ngôi nhà. Họ tính làm cái gì vậy nhỉ? Bobby à, đi tới nghe thử xem. Thú vị thật. Bla bla bla. Tớ không có nghe thấy cái gì hết. Nhanh đây. Thôi nào, vài giọt nữa đi. Hết rồi đó. Bây giờ thì mình bắt đầu sơn.
Wow, màu này sáng thiệt nha. Họ có nước sơn kìa. Tụi mình sẽ làm khác đi. Theo tớ nào. Mấy cái hình tròn này nên để màu trắng luôn. Ý hay đấy. Hóa ra cũng tuyệt quá ha. Wow, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Cần đồ trang trí nữa. Nhưng là cái gì cơ? Có chừng. Áo, dịu gai quá đi. Đây chính là thứ chúng mình cần mà. Tớ sẽ treo nó ở đây. Hy vọng là nó sẽ không rớt vào chân của tớ. Hooray, làm được rồi. Hai cậu ấy làm cái gì vậy nhỉ? Giữ cho yên nào. Mái nhà của tụi mình sẽ là màu xanh. Chỉ cần sơn thêm một chút nữa thôi. Hay quá ta. Tụi mình có thể ăn vài cái được không? Nhìn ngon thiệt. Không được Bobby, tụi mình cần nó để làm mà. Đổ hết ra đi. Làm gì tiếp nữa đây? Bật máy trộn lên. Nó đang bị lỏng ra nè. Giữ cho chặt vào. Sẵn sàng. Phew. Để coi có gì nào. Oh wow. Cái màu này nhìn tuyệt thật. Màu lam ngọc. Màu lam ngọc. Màu sáng và mới. Mình thích sơn tường lắm. Có sơn luôn kìa. Các cậu là đồ lén lút. Nước cuối cùng. Xong rồi. Đi tìm cái gì để trang trí đi. Có táo cho các con nè. Đẹp quá đi. Đúng là thứ tụi mình cần. Chỗ của cậu ở đây. Trang trí mái nhà nào. Hay đó. Làm thôi nào. Mới và ấm cúng quá đi. Thích mắt thật. Mấy cái cây tớ thích thế nào rồi. Dụng cụ tuyệt quá. Nó thậm chí còn kêu vo vo nữa. Tới giờ ăn trưa rồi. Các cậu ấy có mật ong kìa. Tớ cũng muốn ăn. Tớ có ý này. Ngon ghê. Ngụy trang thôi nào. Di chuyển thật nhẹ nhàng và thận trọng. Hình như tớ ăn hơi nhiều rồi. Tớ cũng vậy. Căng bụng quá đi. Để tớ ăn tiếp. Cái này là của mình. Tụi này hung hăng quá đi. Dừng lại đi. Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Cái này là cho mái nhà nè. Sơn màu vàng đi. Lắc tổ ong cho đều vào. Lấy giấy tổ ong nữa. Tụi các bé ong quá đi. Được rồi, nhìn đi. Đẹp thiệt mà. Ý hay đấy. Cảm ơn nha. Làm thêm cái cửa sổ nữa. Này, các cậu cần gì? Cúng con à, muốn xương không? Các cậu đi mà nhai đi. Tớ muốn, tớ nè. Giữ mình lại đi. Bắt lấy nó. Ngoan lắm. Đập tay nào. Mình không thể tự làm được. Cậu biết làm cửa sổ không vậy? Dễ ợt, tránh sang một bên nào. Được rồi, làm thôi. Hy vọng là sẽ không có ai bị thương. Công việc chính xác. Hay quá, cũng tuyệt thật đấy chứ. Cậu bé thông minh mà. Chào cậu. Đưa đây, cậu đã đi đâu vậy hả? Tụi mình cần làm cửa sổ với cửa chính nữa. Sương ơi. Kinh khủng quá đi. Không có đủ kính. Không có nó thì lại lạnh với không thoải mái. Sẽ ra sao nếu tụi mình làm kính màu nhỉ? Nhưng làm bằng cái gì cơ? Để tớ suy nghĩ xem. Có thể dùng bùa của tụi mình mà. Kỳ diệu một cách đơn giản. Nhìn đẹp quá ta. Nhưng mà vẫn cần một cánh cửa nữa. Đúng rồi. Kiếm thêm một cái ở đâu đây? Cửa nhỏ của các con đây. Nặng thiệt nha. Cảm ơn Miss Delight. Để cánh cửa vào đúng chỗ thôi. Đáng yêu thiệt. Ngôi nhà ấm cúng của tụi mình sắp xong rồi. Bắt tay nào. Các cậu chỉ gặp hên thôi. Cậu muốn ăn không? Đưa cái này đi chỗ khác. Dừng lại. Ném đi nào. Ồ, mình có ý này. Ngon quá. Cái xương này ngon ghê. Một bữa ăn thiệt ngon lành. Tớ sắp khóc rồi đây. Đừng có mà khóc nha. Tụi mình trễ rồi đó. Mình còn cần cửa sổ và cửa chính đây nè. Cười lên nào. Hay lắm. Suy nghĩ đi nào Hoppy. Động não đi. Răng của thỏ có khỏe không ta? Đúng vậy. Coi chừng đó. Đây là miếng cuối cùng. Cẩn thận nha. Mảnh cuối nè. Làm xong rồi.
Nhưng mà không có kính thì mấy cái này cũng chỉ là mấy cái lỗ thôi. Phải làm gì đây? Không cần phải suy nghĩ đâu, làm cửa sổ giống họ đi. Dễ ợt. Cửa sổ xong rồi. Đây, đó là ý tưởng của tụi mình mà. Tụi mình làm được rồi. Hooray. Đồ thảm hại. Giờ bọn tớ sẽ cho các cậu thấy. Thấy mặt của họ không? Nhìn mắc cười ghê. Mà khoan, giờ tụi mình cần phải tìm cách làm cánh cửa nè. Bắt lấy này. Đúng thứ tụi mình cần luôn. Cảm ơn nhiều. Lắp ráp thôi nào. Gắn hai mảnh này lại. Ngôi nhà sắp xong rồi. Nhìn cái gì? Đồ cúng nhiều bỏ chết. Đó là cái gì vậy? Nhìn thú vị thật. Mình muốn chơi. Khắp đáp, dừng lại đi. Của cậu đó. Khoan, ôi, lại nữa sao? Cứ để cậu ấy chạy trong khi tụi mình hoàn thành ngôi nhà. Chiến thắng là của tụi mình. Nghe nè, đi trồng hoa đi. Tớ thích lắm đây. Trồng hoa thôi nào. Ở đây có một chỗ thiếu nè. Màu hồng ở đây, rồi màu vàng ở đây. Nếu không có nước thì hoa không mọc được đâu. Đúng vậy. Quà của các con đây. Hoa sống rồi. Tớ sẽ bón thêm phân. Đếm tới ba thì chúng sẽ nảy mầm. Uống đi nào, các em xinh của chị ơi. Wow. Như rừng rậm luôn. Mọi thứ thật xanh và đẹp. Thêm người làm vườn nữa thì cũng không sao đâu. Chào các cậu. Chúng mình có nhiều việc cần làm lắm. Cậu tỉa cây đi. Dễ thôi. Tớ là thế hệ thứ 7 trong gia đình có truyền thống làm vườn chuyên nghiệp. Tớ sẽ chăm nó. Các cậu thích kiểu nào? Tớ thích nhìn người khác làm việc lắm. Làm cách nào để quấy rầy bọn họ đây? Đưa cho tớ cái đó nào. Cọc cằn quá. Họ trồng được một khu vườn luôn rồi. Đi mà nhìn đi. Mình bắt được rồi. Thư giãn. Gãi lưng cho mình đi. Tớ cũng muốn nữa. Kháp náp. Chúng mình cần một nơi để thư giãn. Và phải nhanh lên. Đợi một chút. Cái gì đây? Là đá cuội. Dùng nó để xây đường đi thôi. Làm thôi nào. Cũng không tệ nha. Nè, cẩn thận nha. Đi trên đá đi. Dùng nhàm ở khắp mọi nơi kìa. Cậu cũng khéo tưởng tượng thiệt. Có lẽ chúng mình nên làm một cái ao. Nuôi cá và nuôi vịt. Nhưng mà sẽ cần nhiều nước lắm. Đúng thứ mình cần rồi. Trái phải, trái phải. Hy vọng là mình sẽ không bị phát hiện. Lẹ đi để không ai chú ý. Dòng chảy đừng dừng lại. Gì vậy nè? Có nhiều đó thôi sao? Vậy là không đủ nước rồi. Tìm đâu bây giờ? Sao nhìn cậu buồn quá vậy? Không có nước nữa rồi. Đặt mua nước sao? Cẩn thận nha. Cả một đại dương. Chúng mình sẽ bơi và đi tắm nắng. Hồ nước mơ ước. Để tớ thử trước cho. Ấm nè. Cảm ơn ạ. Chỉ là vũng nước thôi mà. Sao các cậu ấy vui quá vậy? Ước gì mình có thể bỏ vài chú cá vô đó. Hãy gặp gỡ Tony nào. Các cậu đặt cá sao? Nhìn này, nhiều quá đi. Hooray. Tớ bắt được cá và thấy tội tội. Giờ tớ muốn thả đi. Bơi đi nào. Các bé được tự do rồi. Tớ sẽ gọi cậu là Mai, còn cậu là Frank. Nhìn đi, họ có cá kìa. Chúng mình có thể bắt một con. Đất đầy đói rồi. Những lúc như vậy cậu ấy không thể làm chủ bản thân được. Có khi ăn mình cũng nên. Để cậu ấy chìm đắm trong thịt nướng đi. Cho cậu nè, tớ luôn ao ước có được cái này. Cuối cùng thì cũng bình yên. Tạm biệt nha Mai. Trả lại đây. Các bạn à, các bạn thích nhà của ai hơn? Của tớ và Bobby? Hay là của Dog Day và Hobby vậy? Hãy bình luận nha. Các con biết gì không? Cô thích cả hai. Các con giỏi lắm. Để cô mang phần thưởng lên cho các con nha. Xương được nướng lên. Nhà của bọn mình nhìn tuyệt hơn. Cậu có bị mù không vậy? Dám khè ai vậy hả? Đồ mèo con. Sắp có đánh nhau rồi. Các cậu đừng hoảng sợ. Tớ đến để cứu các cậu đây. Cần phải giấu các cậu khỏi Miss Delight. Tớ có ý này. Bây giờ phải giấu các bạn khỏi chị. Nhưng ở đâu? Ồ, đúng rồi. Ôi, wow, cụ tiếp đất không ổn chút nào. Sao lại cười nhạo chúng ta như vậy? Hả?
Có vẻ như các Myling Critters đã có nhà mới rồi. Nhà mới cho bọn mình à? Ở đây rộng rãi quá, Critters sẽ thích lắm. Vui ghê. Tránh xa gấu tớ ra. Đây là của tớ. Màu tím là màu của tớ. Tránh ra, Hoppy. Úi da, Catnap tức giận rồi này. Úi da, go go go. Tránh xa phần của tớ. Nếu không tớ cắn cậu đó. Để tớ yên. Góc xanh nè. Cuối cùng mình cũng tìm được chỗ. Xem ra các bạn đã yên chỗ. Bây giờ để xem ai sẽ sửa góc phòng đẹp hơn nhé. Kế hoạch này sẽ giúp các bạn. Nặng quá. Được rồi, chấp nhận thử thách. Critters đang bối rối. Cột cào móng lên. Hiểu rồi. Cà rốt đầu xanh tay. Hiểu rồi. Suy nghĩ nào. Mật ong ong dễ ợt. Nhà cuốn xương. Tớ sẽ đứng đầu thôi. Thử thách màu sắc. Tất cả các Critters đều tham gia. Được rồi, đến giờ làm việc rồi các bạn. Có một ống nhòm tốt ở đây. Chuyện gì vậy? Đầu tiên phải dọn hết rác đã. Ui da, trơn thế rồi. Thỏ dụng gì? Dusty đang làm gì ta? Quan trọng nhất là xây một chuồng cuốn vững chắc. Mấy tấm bảng phiền thế. Đồ thất bại. Còn Bobby thì sao? Cả một thùng mật ong. Cho mình ra. Ai đó cứu với. Mình bị kẹt rồi. Chà, mà mình đang thi cơ mà. Mỗi người đều có điểm tốt hơn người khác. Tấm dán đúng thứ mình cần. Bỏ tay ra, của tớ mà. Tấm dán này ở bên phần tớ. Các bạn, sao lại tranh nhau một miếng gỗ? Tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng bằng tia sét. Được rồi, đó, bây giờ mỗi người đều có một tấm dán, tuyệt hả? Mình thường tiếp đất bằng chân. Ôi, thường xuyên ấy mà. Này, rớt đi, bắt lấy. Cảm ơn, cái này thật hoàn hảo. Tớ sẽ biến nó thành cái ghế. Mình là thợ thủ công chuyên nghiệp, có thể cầm kéo bằng một chân. Tẹt tên. Xong rồi, thấy sao? Hả? Wow, chiếc ghế nghỉ này thật tuyệt. Này Hoppy, chỗ này có người rồi, ra khỏi đây. Cứu với, gấu xám hoang dã đang tấn công. Mình đâu phải gấu xám. Chỉ là chú gấu bông nhỏ dễ thương thôi, thật thoải mái. Gì cơ? Và mình cần phải xử lý ánh sáng. Trời tối đến mức không biết ai là ai. Được rồi, bùa hộ mệnh của mình là mặt trời. Tôi sẽ lấy ra và dán nó lên tường. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dạ, chẳng có gì. Thật là thất vọng. Những bước cuối cùng. Xong, dớt đi. Hả, sao thế? Cái này cho cậu nè. Wow, khổng lồ. Vừa dặn, phải treo nó lên ngay thôi. Để mình giúp. Chết sang trái một chút. Ở đây hả? Không, bên trái. Hiểu rồi, đây à. Hạ xuống chút. Và sang bên phải. Cậu biết gì không? Đi ăn mật đi, chuyện này tớ sẽ tự làm. Giúp gì mà, như thế này. Siêu phẩm, nhưng thiếu thiếu gì đó. Ở đây sáng quá. Quá sáng với những sinh vật sống về đêm. Bobby và Dusty đang trang trí gốc của họ thật đẹp. Nên làm gì đây? Biết rồi. Mình sẽ trồng thật nhiều cây. Rất nhiều sự tươi mát và oxy. Được rồi, gieo hạt. Hơn nữa, cả gói luôn. Xong rồi. Bây giờ chúng cần tưới nước. Không, nước mắt của mình không đủ. Chán phèo. Nhưng mình có thể lấy nước ở đâu để tưới hạt giống? Hoppy, tớ có quà cho cậu nè, mau bắt lấy. Wow, vừa đúng lúc. Cảm ơn Alice. Giờ kế hoạch của mình chắc chắn sẽ thành công. Và mình sẽ có góc đẹp nhất, xanh nhất, mát mẻ nhất. Úi cha, thật tuyệt vời. Hoppy, cậu thật đỉnh. Bông hồng này thơm quá. Bây giờ khu vườn cần được chăm sóc rất nhiều. Làm việc đi thỏ con. Trong lúc đó tớ sẽ thu thập phấn hoa. Chà, thùng của mình đầy tới miệng luôn. Bị bắt rồi. Cậu đang làm gì thế Bobby? Tớ, chỉ là không có gì. Dừng lại, cái này là của tớ. Được rồi, cầm lấy đi. Cậu tự mà đi trồng hoa, rồi thưởng thức. Đừng chạm vào hoa hồng của tớ. Mình sẽ làm một chiếc giường xinh đẹp, chỉ cần trải nệm. Thế là xong.
mình không thể ngủ trên bề mặt cứng, hai bên sườn sẽ đau. Ôi, đã thật đó, giờ chỉ cần vài chiếc gối. Nhưng có thể khắc phục dễ dàng thôi. Hoppy, cho tớ mượn bình tưới nước chút nha. Đó đi, tớ cần kẹo cao su của cậu. Nhưng tớ mới ăn bánh hành tây. Sớm thôi mình sẽ có hai chiếc gối siêu mềm. Trí tưởng tượng của mình là không giới hạn. Đúng là một bé mèo thông minh. Wow, phép màu thực sự. Kế hoạch thành công. Có hai cái luôn. Khoan, chúng màu trắng. Cái màu nhợt nhạt này nhuộm tím bằng cách nào đây? Thôi nào, vô ích thôi. Cát Nát, tớ biết cách giúp cậu. Một vài giọt sơn dạ. Xong. Wow, đỉnh quá. Alice, cậu là đỉnh nhất. Hoàn hảo. Chỉ cần thêm trăng lưỡi liềm vào đây. Mình sẽ lấy mặt dây chuyền và còn rắc nước nữa. Nó lớn rồi. Đúng thứ mình cần luôn. Giờ có thể thư giãn rồi và chải chuốt bộ lông của mình. Ôi, Cát Nát, cậu dễ thương quá. Tớ không kìm được cảm xúc. À, đúng rồi, mình sẽ thêm chút tình yêu vào gốc của mình. Đây, trái tim bé nhỏ. Càng nhiều trái tim thì càng tốt. Woohoo, không ngờ đẹp tới vậy. Đó đây, cậu thấy sao? Trái tim. Ôi, quá ngọt ngào và dễ thương, không hợp với tớ. Đồ không có khiếu thẩm mỹ. Nhưng mình phải giải quyết chuồng cuốn gấp. Thêm một tấm dán gỗ nữa. Không, không có tác dụng. Đó đây, tớ sẽ cho cậu người trợ giúp. Thợ xây Ken, cậu ấy sẽ xử lý việc của cậu trong nháy mắt. Ồ, mình đang ở đâu? Ồ, chào, cậu là thợ xây thật đấy à? Mau mau giúp tớ xây chuồng cuốn đi. Cậu cần gì? Bàn chân của tớ không hợp tác, tớ không thể làm được. Tớ cần ngôi nhà như thế này trên bản thiết kế. À, dễ thôi, mình luôn mang theo dụng cụ bên người và sẽ hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh. Rõ ràng là thợ xây Ken biết rõ cách sử dụng cưa và búa mà. Đó đi, mở mắt ra. Hoàn thành rồi. Thánh cuốn ơi, một chiếc chuồng xinh đẹp, giống hệt một cung điện luôn. Không có gì anh bạn, tạm biệt.